Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả của The Saigon Post đang đến với bản tin tổng hợp Thế giới 24 giờ. bản tin ngày 17 tháng 7 năm 2023. Sẽ có những nội dung thú vị ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một tai nạn khẩn cấp đã được báo cáo trên cầu Crimea làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường nổi duy nhất giữa bán đảo bị sắp nhập và Nga, một quan chức được Moscow hậu thuẫn cho biết vào đầu giờ sáng nay. Sergei Aksenov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, không nêu rõ nguyên nhân của vụ việc. Nhưng theo thông tin từ các blogger quân sự phía Nga, AFU đã thực hiện hai đòn đánh vào cầu Crimean lúc 3 giờ 4 phút và 3 giờ 20 phút, khiến một nhịp bị sập và một nhịp khác dịch chuyển khỏi giá đỡ của nó. Nhịp này đã nhận ít nhất một cú đánh. Vụ việc cụ thể đang được làm rõ. Hiện chưa rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng cũng chưa có báo cáo cụ thể về thương vong đối với dân thường hiện tại giao thông trên cầu Crimea đã bị đóng cửa trên trang Twitter của mình Anton Gerashchenko đăng tải một hình ảnh được cho là một đầu cầu đang bị tắt nghẽn giao thông cảnh sát cho biết mọi người trong cơn hoảng loạn đang cố gắng rời khỏi bán đảo họ đang bị yêu cầu quay trở lại các phương tiện truyền thông đưa tin rằng bến phà không hoạt động và vẫn có thể có mối đe dọa hỏa tiễn. Cây cầu đã bị một vụ nổ lớn vào tháng 10 năm ngoái, khiến một đoạn cầu đường bộ đổ sập xuống eo biển khét và khiến một đoàn tàu và đường ray chìm trong biển lửa. Nga cho biết ba người thiệt mạng trong vụ nổ và đổ lỗi cho vụ đánh bom xe tải. Sau vụ nổ ngày 8 tháng 10, Nga nhanh chóng tiến hành sửa chữa nhịp cầu và nó đã được mở cửa lưu thông trở lại hoàn toàn vào tháng 2 năm nay đầu tháng này thứ trưởng bộ quốc phòng ukraine Hannah Malia đã đưa ra điều dường như là sự thừa nhận rằng các lực lượng ukraine chịu trách nhiệm về vụ tấn công hồi đó. Sau sự kiện này, bưu điện ukraine đã phát hành một con tem vào năm ngoái để kỷ niệm cuộc tấn công. Con tem được thiết kế bởi nghệ sĩ người ukraine yuri sapovan thể hiện cây cầu đằng sau những đám khói xám đen. Hình ảnh được lấy cảm hứng từ cảnh nổi tiếng trong bộ phim Titanic, nơi Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đứng trên mũi tàu ám chỉ tuyên bố của Nga rằng cây cầu không thể chìm. Nó cho thấy người Ukraine ghét cây cầu như thế nào vì nó là biểu tượng của sự chiếm đóng bất hợp pháp của Nga đối với bán đảo Crimea. Trong khi đang chờ cập nhật từ hai phía, thì một số thông tin về cây cầu này để thấy vì sao nó lại quan trọng như vậy. Cầu Crimea dài 19 km bắc qua eo biển Kerch là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga và bán đảo Crimea, nơi Moscow sắp nhập trái phép từ Ukraine năm 2014. Cây cầu là một dự án hàng đầu của nhà độc tài Nga Vladimir Putin, người đã cắt băng khánh thành mở cửa cho giao thông với sự phô trương bằng cách lái một chiếc xe tải đi qua vào năm 2018. Cây cầu bao gồm một đường bộ và đường sắt riêng biệt, cả hai đều được chống đỡ bởi các cột bê tông lớn và nhường chỗ cho một nhịp rộng hơn được giữ bằng các vòm thép tại điểm tàu bè đi qua giữa biển đen và biển ngay rót. Công trình này được xây dựng với chi phí được báo cáo là 3,6 tỷ đô la bởi một công ty thuộc đồng minh thân cận và các đối tác judo của Putin. Cây cầu rất quan trọng đối với việc cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho Crimea, nơi cảng Sevastopol là căn cứ lịch sử của hạm đội biển đen của Nga. Nó cũng trở thành tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga sau khi Moscow xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đưa lực lượng từ Crimea đến chiếm phần lớn khu vực Kherson của miền nam Ukraine và một số tỉnh liền kề Zaporizhia. Những vụ nổ lớn cũng được báo cáo ở ngoại ô Theo người dân địa phương, đó có thể là một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine. Họ cho biết thêm rằng các vụ nổ thứ cấp được nghe thấy tại địa điểm bị tấn công nhiều khả năng kho đạn nằm ở làng Juvileni đã bị nhắm mục tiêu. Ngôi làng này cách tiền tuyến 76 cây số. Với khoảng cách như vậy, vũ khí tấn công có thể là hỏa tiễn từ hệ thống hỏa tiễn M270 và M142 HIMARS. Ngoài ra, có thể sử dụng hỏa tiễn của hệ thống Vika hoặc Vika-M. Việc bắn ở khoảng cách như vậy trong trường hợp của M270 và M142 buộc các hệ thống này phải được đưa đến trong một khoảng cách đủ gần so với tiền tuyến, khiến chúng dễ bị tổn thương. Do đó, nhiều khả năng cuộc tấn công được thực hiện bởi hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của Anh hoặc SCAP của Pháp. Những hỏa tiễn này đã nhiều lần tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Lugansk tạm thời bị chiếm đóng. Vào tháng 6, các báo cáo cho biết rằng các quân nhân Ukraine đang sử dụng hỏa tiễn Storm để tấn công các cơ sở công nghiệp của kẻ thù. Nhà máy cách mạng tháng 10, nhà máy Gloria Jin và nhà máy Central ở Luhansk. Hỏa tiễn mồi nhữ ADM-160B cũng được sử dụng trong các cuộc tấn công để đánh lạc hướng hệ thống phòng không của đối phương. Thêm vào đó, một vụ cháy thứ hai tại cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga ở Bryansk trong một tháng đã được ghi nhận vụ hỏa hoạn đã bùng phát lần thứ hai trong một tháng tại một bệnh viện dành cho các cựu chiến binh đang được xây dựng ở Bryansk, Nga. Khói đen dày đặc bao kín cả một vùng rộng lớn. Hãng thông tấn Ria Novosti có liên hệ với Điện Kremlin đã dẫn thông tin từ các nhà chức trách trong khu vực. Cụ thể, các kênh Telegram của Nga đã báo cáo một vụ hỏa hoạn khác tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga, một bệnh viện dành cho các cựu chiến binh đang được xây dựng ở Bryansk. Theo kênh một nguyên nhân có thể dẫn đến vụ cháy là do bị UAV tấn công. Tuy nhiên, Ria Novosti dẫn lời chính quyền khu vực cho biết chất thải xây dựng đã bốc cháy tại công trường xây dựng bệnh viện và tuyên bố ngọn lửa đã được dập tắt trước khi lính cứu hỏa đến. Trước đó, một vụ hỏa hoạn lớn cũng xảy ra vào ngày 18 tháng 6. Ngọn lửa kèm khói đen và có những tiếng nổ đi kèm. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga nói rằng vấn đề liên quan đến lớp phủ trên mái nhà, chứ không phải bị tấn công hay nguyên nhân bên ngoài. Cố vấn an ninh quốc gia tòa bạch ốc Jack Sullivan cho biết Mỹ sẽ không trì hoãn cho phép các quốc gia châu Âu hướng luyện phi công Ukraine cách sử dụng tiêm kích F-16. Chúng tôi sẽ cho phép họ làm vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho việc đó và chúng tôi cho phép họ hỗ trợ, tạo điều kiện và cung cấp các công cụ cần thiết để các phi công Ukraine có thể bắt đầu hướng luyện sử dụng máy bay F-16 ngay khi các nước châu Âu sẵn sàng. Hãng tin CNN dẫn lời ông Sullivan nói trong buổi họp báo tổ chức chiều ngày 16 tháng 7, giờ Washington DC. Theo ông Sullivan, giới lãnh đạo châu Âu cần vài tuần để chuẩn bị cho việc huấn luyện và nước Mỹ sẽ không trì hoãn nhằm bảo đảm quá trình huấn luyện có thể được thực hiện. Ở một diễn biến khác, nghị sĩ dân chủ Mark Kelly sau đó cùng ngày đã lên tiếng bảo vệ chính quyền Biden trước những lời chỉ trích về việc Tòa Bạch Ốc chậm đưa ra quyết định cung cấp chiến cơ cho Ukraine. Việc đó đòi hỏi thời gian và nguồn lực để có thể huấn luyện các phi công Ukraine cách sử dụng máy bay sẽ mất một chút thời gian. Ukraine nhận nhiều trang thiết bị từ Hàn Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon suk yeol tối ngày 16 tháng 7 cho biết, Seoul đã bắt đầu vận chuyển một số trang thiết bị đặc biệt tới nước này. Những hiệp định đã được thực hiện để Hàn Quốc chuyển các phương tiện và thiết bị chuyên dụng, bao gồm các xe ra phá bom mìn cho chúng tôi. Đồng thời, phía Seoul cũng nêu ra nhiều sáng kiến mới có liên quan tới những lĩnh vực hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và nhân đạo cho Kyiv. Trang resident.gov.ua dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon, Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sự hợp tác giữa Kyiv và Seoul sẽ mang lại sức mạnh và củng cố vị thế trên toàn cầu của hai quốc gia. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng chuyến thăm của ông sẽ giúp đỡ được toàn thể người dân Ukraine và mong rằng các cuộc đối thoại sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước khi Seoul tiếp tục hỗ trợ Kyiv trong các vấn đề ra phá bom mìn, tái thiết cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục. Chỉ huy lữ đoàn Ajax Trung tá Denis Prokopenko lần đầu tiên gặp gỡ các chiến binh của mình kể từ khi trở về từ sự giam cầm của Nga. Điều này được Telegram chính thức của lữ đoàn công bố vào ngày 16 tháng 7 năm 2023. Tại cuộc gặp với các chiến binh của Ajax, Prokopenko nói rằng ông không có mối quan tâm nào khác ngoài sự nghiệp quân sự. Trái tim tôi, linh hồn tôi, cơ thể tôi thuộc về Ajax, ông nói. Ông cũng tuyên bố rằng đối với ông cuộc chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi chúng ta chưa trả lại chiến binh cuối cùng của mình từ nơi bị giam cầm và khôi phục lại biên giới của Ukraine như năm 1991. Các nhân viên Azov đã chờ đợi vị chỉ huy trở về sau hơn một năm bị giam cầm, vui mừng chào đón ông gia nhập hàng ngũ và sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, lữ đoàn cho biết trong một tuyên bố. Hiện tại, trung tá Prokopenko đang được phục hồi chức năng và sẽ sớm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình. Tại Liên bang Nga, các cuộc thanh trừng hàng loạt vẫn tiếp tục sau cuộc nổi dậy của thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lính dù Nga đang giống lên hồi chuông cảnh báo đặc biệt, họ đã gửi thông điệp đến người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với yêu cầu bảo vệ Thượng tướng Mikhail Kavlinsky, nếu không quân đội có nguy cơ rời khỏi vị trí của họ ở mặt trận. Điều này được nêu trong thông điệp audio của quân đội thuộc Sư đoàn Tấn công đường không cận vệ số 7 thuộc lực lượng dù của quân đội Liên bang Nga được đăng bởi kênh Telegram của Nga. Cần lưu ý rằng trong vòng một tháng, Shogu đã loại bỏ chỉ huy của Sư đoàn dù 106 của lực lượng dù, Thiếu tướng Vladimir Selivestov, mà sư đoàn của ông ta đã chiến đấu ở khu vực Bắc Mốt kể từ tháng 1. Ngoài ra còn có chỉ huy của sư đoàn đột kích dù 7, thiếu tướng Alexander Konev Chúng tôi, những người đến dù cảnh báo rằng chúng tôi sẽ không dùng thứ cho những hành động như vậy đối với tướng Teplinsky. Và trong trường hợp có mối đe dọa dù nhỏ nhất đến tính mạng và tự do của ông ấy, chúng tôi sẽ trở thành bức tường bảo vệ danh dự và nhân phẩm của chỉ huy của chúng tôi. Chúng tôi rất quyết tâm, thậm chí rút lui khỏi vị trí của chúng tôi và đến giải cứu chỉ huy của chúng tôi. Các ông là những người đang ngồi trong văn phòng. Lực lượng đổ bộ sẽ không bỏ rơi người của mình, đừng phạm sai lầm chết người. Các chiến binh Nga lưu ý, Xin nhắc lại, sau cuộc nổi loạn của người đứng đầu PMC Wagner Yevgeny Prigozhin, các cuộc thanh trừng hàng loạt bắt đầu ở Liên bang Nga, đặc biệt chỉ huy Surovikin không còn ở mặt trận. Không dừng lại ở đó, kênh Telegram của chỉ huy PMC Wagner Dmitry Utkin, nhân vật cánh tay phải của Yevgeny Prigozhin, cũng đã đăng một bài đe dọa chống lại giới lãnh đạo quân sự của Liên bang Nga. Tuyên bố được đưa ra trên kênh kín của Utkin, nơi có hơn 100.000 người đăng ký. Trong đó, hắn ta đe dọa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy của chiến dịch đặc biệt Sergei Shoigu và Valery Gerasimov cáo buộc họ cố tình tiêu diệt người Nga và những thất bại quân sự. Gerasimov và Shoigu phải chịu trách nhiệm về tội diệt chủng người dân Nga, sát hại hàng chục nghìn công dân Nga và chuyển giao lãnh thổ Nga cho kẻ thù. Hơn nữa, việc chuyển giao này cũng cố tình giống như các vụ sát hại và diệt chủng người Nga. Thông điệp viết, Lưu ý rằng Utkin là một tên quốc xã công khai, trên cơ thể được điểm xuyết những hình xăm chữ vạn và các dấu hiệu khác của đức quốc xã. PMC đã được đặt theo tên của hắn. Utkin lấy cho mình biệt danh là Wagner, tên nhà soạn nhạc yêu thích của Hitler. Tình hình với Wagner sau cuộc binh biến quân sự vẫn còn mơ hồ, không có thông tin về số phận của Utkin cũng như về Prigozhin. Có những tin đồn liên tục rằng Điện Kremlin đang âm thầm thanh lọc nhóm này, tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận về điều này. Theo một giả thuyết khác, Điện Kremlin đã suy yếu đến mức không thể trừng phạt Wagner về cuộc nổi dậy. Ngoài ra, trong những ngày qua đã phát hiện có việc chuyển một bộ phận của BMC sang Belarus. Tổng thống Bungary Dumen Radev đã chỉ trích Ukraine khi nói chuyện với các nhà báo vào ngày 14 tháng 7, tuyên bố rằng Kyiv nhất quyết tiến hành chiến tranh trong khi châu Âu phải trả giá cho mọi thứ. Bungary là thành viên của cả NATO và EU, đã hai lần gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, Radev đã lên tiếng phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kyiv và các biện pháp trừng phạt đối với Moscow trong quá khứ, gọi cuộc xâm lược là một cuộc xung đột và kêu gọi đàm phán hòa bình giữa hai nước. Trong tuyên bố mới đây, ông nói viện trợ vũ khí chỉ làm tăng số nạn nhân. Trong chuyến thăm Sofia trước đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc chiến không có kết quả hòa bình trừ khi Nga hoàn toàn rời khỏi Ukraine. Đại sứ quán Ukraine tại Sofia chỉ ra rằng Nga là bên đã xâm lược và mục tiêu của Ukraine là đạt được hòa bình trong toàn bộ lãnh thổ của mình. Đại sứ quán tuyên bố rằng những câu chuyện đổ lỗi cho kỳ phù hợp với tuyên truyền của Nga. Thủ tướng Bungary Nikolai Denov đã có những lời tương tự dành cho tổng thống nước mình. Ông nhận xét rằng Liên bang Nga là mối đe dọa lớn hơn, đáng kể hơn đối với các thành viên NATO, cũng như hòa bình và ổn định cho khu vực châu Âu Đại Tây Dương. Hôm nay, ông ấy lặp lại một tuyên bố của Nga không liên quan gì đến quan điểm của các thành viên EU và NATO, Thủ tướng Denkov nói. Ông nói thêm rằng lợi ích quốc gia của Bungary là chấm dứt chiến tranh để Nga rút quân khỏi Ukraine, để Ukraine trở thành thành viên của NATO và để Bungary xây dựng khả năng phòng thủ. Trong cuộc họp gần đây ở Vilnius, các nước NATO đã hứa rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên trong tương lai, nhưng không cho biết khi nào hoặc làm thế nào Ukraine có thể đạt được điều này. Nhiều nhà quan sát đã chỉ ra rằng điều này cho thấy dấu hiệu của sự mất đoàn kết về tư cách thành viên của Ukraine giữa các thành viên liên minh. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào.